Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Của Em. Ở video này em sẽ là chia sẻ cho quý cô bác anh chị mình. Cái thứ nhất á, là chúng ta thêm cái con trách bất kỳ vào trong cái quý Imota Vải Lạp. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta đạt cái điều kiện rồi thì chúng ta sẽ rút cái đồng BUSD mà lúc trước họ thưởng cho chúng ta từ cái việc đăng ký về các quý khách hàng, các sàn khác để chúng ta bán nha. Còn bây giờ thì anh chị sẽ vào cho em cái quý Imota. Thì đối với cái quý này có những chị mấy hôm nay vào thì nó bị lỗi, nó trắng màn hình. Thì ở đây cái thứ nhất theo em là chúng ta nên làm gì anh chị? Chúng ta nên tắt cái điện thoại và mở lên. Cái thứ hai nữa, chúng ta nên xóa bớt những cái dung lượng không cần thiết để cho cái bộ nhớ máy mình nó tốt, nó chống nhiều, nó hoạt động nhiều, để cho nó hoạt động được mạnh á. Chứ anh chị mà cái máy yếu mà dung lượng nhiều quá thì nó sẽ bị đơ ha. Thì ở đây anh chị sẽ thấy em được mã khóa là 6BUSD, đúng không ạ? Thì ở đây lúc trước hôm bữa em có chia sẻ chúng ta đăng ký rồi. Anh chị nào chưa đăng ký thì có thể xem cái video hướng dẫn đăng ký nha. Thì khi đăng ký xong hôm bữa thì em nhớ không lầm là cho chúng ta 5BUSD. Nhưng mà gần đây thì họ đã giảm cái phần thưởng nó lại rồi. Đó, tại vì có nhiều người vào á nên là họ giảm cái phần thưởng. Cái thứ hai nữa, để mở khóa được cái đồng BUSD mà họ cho thì anh chị cần phải giao dịch. Em nhớ không lầm là 10 giao dịch để chúng ta mở khóa được nha. Đó. Rồi cái thứ hai nữa thì chúng ta nhấp vào cái mục Otora ở đây thì chúng ta khai thác. Thì ở đây mỗi ngày chúng ta sẽ có 3 phiên, một phiên là 7 tiếng. Thì anh chị cứ làm đều. Và chúng ta nếu mà giới thiệu được bạn bè người thân hoặc là có cộng đồng mạnh á, chúng ta giới thiệu thì chúng ta sẽ được tăng cái tốc độ đầu khai thác lên nhiều. Và đặc biệt cái đồng này nó không có, em không có nghe thông tin là bán sớm hay này kia nha. Chỉ có từ cái việc khai thác thôi. Và khai thác hiện tại nếu mà nói đúng ra rất là ít anh chị, không có nhiều đâu. Và cái đồng này nó, cái quý này nó được sự hậu thuẫn đầu tư hợp tác của cái sàn Remitano. Và hiện tại trong cái quý này họ chỉ hỗ trợ khoảng 6 mạng lưới thôi. Anh chị nhấp một cái chữ là BSC ở trên màn hình thì chúng ta thấy BSC nè, tức là cái mạng lưới Binbi, ETH nè, Polygon nè, Arbitrum nè, anh chị thấy nè, rồi Optimist, Renet đây đó. Rồi thì bây giờ cái anh chị sẽ hỏi em là thêm con trách như thế nào. Thì bây giờ anh chị sẽ thêm bất kỳ con trách nào cũng được hết, chỉ cần nó nằm trong 6 cái mạng này. Bây giờ em sẽ lấy ví dụ, em lấy một cái con trách thì anh chị thường thường á, chúng ta muốn thêm con trách nào đó thì chúng ta sẽ vào CoinMarketCap. CoinMarketCap là cái trang để chúng ta tra cứu con trách khoảng 99% là sẽ ra ha. Trừ những cái dự án nào mới quá, nó chưa có list CoinMarketCap thì chưa có ra thôi. Ví dụ ở đây em gõ cái đồng, ví dụ như là Binbi thì em sẽ gõ cái đồng ha, ví dụ như là USDT đi, mình lấy ví dụ đi. Sau đó chúng ta nhấp vào cái biểu tượng là thơ thờ USDT. Sau đó chúng ta kéo lên ở đây nè. Ở đây chị sẽ thấy nó có cái chữ hợp đồng, mà chúng ta nhấp vào cái mũi tên sang phải thì ở đây nó sẽ xuất hiện rất là nhiều cái hợp đồng của các mạng lưới khác nhau. Anh chị ha. Đó thì anh chị cứ tha hồ mà chọn thôi. Đó chị thấy nè, mạng Tomocha nè, Ethereum nè, Binbi nè, Solana nè, Hercon nè, Phantom nè, Polygon nè, OKEx nè, anh chị thấy không ạ? Nó rất là nhiều. Chúng ta lấy cái nào cũng được hết. Hoặc là chúng ta lấy trên các trang chính của các dự án. Bây giờ em sẽ lấy cái đồng concept đi, em lấy ví dụ nha. Tại vì cái đồng này nó chạy trên cái mạng Binbi thì em sẽ lấy cái này. Thì thằng này lúc nó list cái sàn PancakeSwap là 5 đô nhưng mà giờ nó giảm còn nó 0.4, 0.5 gì anh chị. Ha, em cũng chưa bán luôn. Rồi em sao chép nó, rồi em sẽ về cái quý Imota. Ở đây anh chị sẽ kéo lên, chúng ta sẽ thấy cái mục là thêm tóc cành, là chúng ta nhấp vào đó. Nhưng mà trước tiên á, chúng ta muốn nhấp vào thêm tóc cành, chúng ta phải xem là cái đồng đó nó chạy trên cái mạng nào. Ví dụ như nó chạy trên Binbi Smart Chain thì chúng ta phải nhấp vào cái mạng Binbi Smart Chain. Nó chạy trên cái mạng là ETH thì chúng ta phải chọn cái mạng ETH nha. Khác mạng là chúng ta sẽ không thêm vào được. Rồi, xong rồi phải không? Kéo lên, chúng ta chọn thêm tóc cành nè. Anh chị nào người cũ thì sẽ rất là quen, còn anh chị nào người mới thì sẽ rất là khó. Chúng ta nên xem giúp em ha. Hoặc là chúng ta vào đây chúng ta gõ con trách nó ra, ví dụ nó có là nó sẽ ra anh chị ha. Nè anh chị kéo lên thấy nè, nó có sẵn 18 cái đồng con trách ở đây. Anh chị nhấp vào cái mục tùy chỉnh nè, thì ở đây chúng ta sẽ thêm vào đó. Anh chị thấy không, nó sẽ ra BOL và ký hiệu là thập phân 18 luôn. Ở đây chúng ta nhấp vào cái chữ là thêm phía trên bên phải, như vậy là nó thêm được rồi. Bây giờ cái bước thứ hai là để giao dịch, để chúng ta đạt được cái điều kiện thì em sẽ vào cái ví chấp với lại đi.
Trước khi vào đó thì em sẽ nhấp vào cái chữ là BL ở đây ha. Sau đó em nhấp vào cái chữ nhận nè. Em sao chép cái địa chỉ. Để chị ạ. À? Để em gửi qua. Rồi ở đây chị sẽ thấy em có cái đồng concept, à, đồng BL. Đây nè, 32. Bây giờ em sẽ nhấp vào đây, em nhấp vào gửi nè. Bên kia nhận thì đây gửi, em sẽ sao chép. Rồi em nhấp vào tối đa. Em nhấp vào tiếp tục. Thì ở đây mà em muốn gửi thì em phải tốn ga anh chị nha. Em phải tốn ga. Là chúng ta phải tốn pin bi. Anh chị thấy là tốn 0,14 USD nè. Rồi xác nhận. Anh chị thấy khi nào ở đây xuất hiện cái chữ thành công là chúng ta đã gửi xong nha. Anh chị thấy nè. Đó, nó đã hoàn thành nè. Bây giờ chúng ta về cái ví Imota chúng ta xem. Rất là nhanh đúng không ạ? Anh chị thấy không ạ? Rất là nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta muốn rút á, chúng ta muốn rút đồng này thì chúng ta nhấp vào cái đồng này. Sau đó chúng ta nhấp vào cái mục gửi nha. Rồi, ở đây. Ở đây chị sẽ thấy này. Em sẽ gửi lại đây tiếp tục đúng không ạ? Rồi, em sẽ nhấp vào đây cái mục nhận nè. Em chọn sao chép. Rồi, em sẽ về đây em dán vào. Em nhập cái tên ví là em để là chết với lập. Còn anh chị gửi qua ví MetaMask thì chúng ta ghi ví MetaMask. Chúng ta gửi qua các sàn khác thì chúng ta ghi. Rồi đây em sẽ nhập là hết luôn ha. 29.6344. Rồi ở đây anh chị sẽ thấy này. Hồi nãy là không đủ khí ga. Chúng ta quay trở lại cho em. Ở đây chúng ta nhấp vào đây nè. Chúng ta chọn cho em cái đồng là BUSD ha. Tại vì ở đây họ có thông báo cho chúng ta là tóc cành dùng làm phí. Tức là khi chúng ta giao dịch thì nó sẽ không trừ bằng cái đồng của cái mạng đó, mà nó sẽ trừ thẳng cho chúng ta một trong ba cái đồng này. Nếu như anh chị chọn USDC thì chúng ta sẽ trả bằng USDC. USDT thì chúng ta trả bằng USDT. Mà chúng ta muốn BUSD thì chúng ta trả bằng BUSD ha. Rồi sau đó chúng ta nhấp vào nè. Chúng ta nhấp vào gửi nè. Em dán cái địa chỉ vào. Nhập tên ví lại nè. Tiếp tục nè. 29.6344. Anh chị nhấp vào tiếp tục. Rồi, ở đây anh chị sẽ thấy nè. Em hồi nãy là có 6 BUSD đúng không? Giờ nó trừ em là em còn 5.7. Cái lúc mà anh chị gửi nó để là không đủ phí ga, anh chị cứ nhấp tiếp nha, là chúng ta gửi được nha anh chị. Cái này do lỗi hệ thống thôi. Đó. Thì cái đồng BOL của em đã không còn. Bây giờ em về cái ví chấp với lạp của em nè. Thì chị thấy nè, em sẽ có là 26.67 đúng không ạ? Đó. Nhưng mà cái đồng này em chuyển mà nó bị mất cái đồng này thì em nghĩ do lỗi do cái chỗ cái đồng này thôi chứ không phải do cái mạng lưới, anh chị thấy không ạ? Lúc đầu nãy là em 32 thì cái này nó không quan trọng anh chị. Đúng không ạ? Rồi không sao. Còn chị chuyển tốc cành khác thì nó vẫn đảm bảo bình thường cho anh chị thôi. Bây giờ cái việc quan trọng là khi chúng ta đạt điều kiện rồi chúng ta rút như thế nào thì nó cũng y chang như vậy thôi. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái chữ là BUSD. Em sẽ nhấp vào cái mục là gửi. Đúng không ạ? Thì ở đây em sẽ nhấp vào cái thêm cái địa chỉ mới nè. Sau đó anh chị có thể về các sàn các ví khác. Ví dụ như em về cái sàn ghi Metano đây ha. Hoặc là các sàn khác hoặc các ví khác cũng được. Sau đó nhấp vào cái mục ví tiền. Chúng ta chọn cho em cái đồng là BUSD giúp em nha. Ở đây có nè anh chị.
chúng ta chọn cái chữ nạp nè. Rồi chọn cái mạng, sau đó nhấp vào cái copy cái địa chỉ này, chúng ta vào đây chúng ta gửi. Anh chị nhớ cái ga hồi nãy nó khoảng là 0.3 đúng không? Thì chúng ta sẽ là 5.5 tiếp tục nè. Sau đó ở đây chúng ta nhập số lượng vào thì em sẽ nhập là khoảng 5.5 thôi. Đúng không ạ? Không, 5.4. Anh chị nhấp tiếp tục vào cái chữ tiếp tục giùm em nha. Ga đó là 0.21, chúng ta chọn tiếp tục nè. Chúng ta chọn xem ví nè. Rồi, anh chị chờ hen khoảng 30 giây cho nó lót anh chị. Thì em còn 0.12. Bây giờ em sẽ về cái đây, cái quý bên đây. Em xem coi. Rồi, ở đây anh chị sẽ thấy nè, em kéo lên cho anh chị thấy hen, thì em được nhận là 5.40 BUSD. Thì thời gian nó khoảng 1 phút hơn anh chị. Khoảng 1 phút hơn nha. Thì đây anh chị thấy nè, em được cộng 5.4 nè, vào lúc là 17:34 ha, anh chị thấy nè, rất là nhanh. Rồi thì về đây thì chúng ta bắt đầu chúng ta bán, rồi chúng ta rút về theo cái quy định của cái sàn, cũng như là qua thẻ ngân hàng ha. Rồi em sẽ phép dừng video nha anh chị.